Giá trị tài sản của 5 tỷ phú giàu nhất thế giới đã tăng gấp 2 lần trong 3 năm qua. Đây là thông tin được đưa ra trong báo cáo của tổ chức Oxfam trước thềm Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ. Tổ chức này cũng kêu gọi các quốc gia trên toàn cầu ngăn chặn tầm ảnh hưởng của giới siêu giàu đối với chính sách thuế. Báo cáo của Oxfam nêu rõ, tài sản của 5 tỷ phú giàu nhất thế giới đã tăng từ 405 tỷ đô la Mỹ năm 2020 lên 869 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái. 5 người giàu nhất thế giới là giám đốc điều hành Tesla Elon Musk, chủ tịch LVMH Bernard Arnault, người sáng lập Amazon Jeff Bezos, người sáng lập Oracle Larry Ellison và chuyên gia đầu tư Warren Buffett. Các tỷ phú hiện nay có tổng giá trị tài sản nhiều hơn 3,3 tỷ đô la Mỹ so với năm 2020, bất chấp nhiều cuộc khủng hoảng gây tác động tiêu cực đến nền kinh tế thế giới kể từ đầu thập niên này, trong đó có đại dịch COVID-19. 5 tỷ phú giàu nhất thế giới đã tăng gấp đôi tài sản của mình, nhưng gần 5 tỷ người trở nên nghèo hơn. Đây là sự bất bình đẳng mà chúng ta cần xem xét. Oxfam dự đoán sẽ có 1 tỷ phú nghìn tỷ trong vòng một thập kỷ, trong khi để chống lại nghèo đói, chúng ta cần hơn 200 năm. Oxfam cho rằng tình trạng bất bình đẳng toàn cầu ngày càng gia tăng, trong đó các cá nhân và những công ty giàu nhất không chỉ tích lũy được khối tài sản lớn hơn nhờ giá cổ phiếu tăng mà còn có tầm ảnh hưởng lớn hơn. Trong khi đó, gần 5 tỷ người trên thế giới được cho là nghèo hơn kể từ đại dịch. Oxfam kêu gọi đánh thuế tài sản đối với các triệu phú và tỷ phú trên thế giới. Biện pháp đó có thể giúp mang lại nguồn thu lên tới 1.800 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Bên cạnh đó, Oxfam kêu gọi giới hạn lương của các giám đốc điều hành và xóa bỏ hình thức công ty tư nhân độc quyền.